Sáng ngày 1 tháng 2, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đến thăm chúc Tết các đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Tân Dũng, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, trong không khí đầm ấm gần gũi, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương vui mừng báo cáo khái quát với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước về kết quả nổi bật của toàn quân trong năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp, động viên để cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy tốt truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước bày tỏ tin tưởng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội luôn được Đảng, chính quyền, nhân dân cả nước tuyệt đối tin tưởng. Cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững, phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tỉnh ủy và đoàn đại biểu Quốc hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Quân đoàn 4 và cán bộ nhân viên chiến sĩ cơ quan đại diện phía Nam cùng hậu cần Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.